tiếng à, 11 đêm. Tóm lại À. là ví dụ bây giờ anh 7 giờ anh ba được 6 giờ chiều nay anh từ Yangon lên thì 5 giờ sáng mai là nó lên tới Tàu Chi, mà từ À, Tàu mà Chi mình thì muốn đi lên tới Mandalay nữa. tới vào rồi sư Mình muốn vào đi tới anh Mandalay thì phải giờ chúng con xin kính chào sư ạ. kính Đang đang nói chuyện đi Mandalay sư. chào sư. Ông mày chắc mấy 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 vị bên Úc chắc là em phải đi thì thị sĩ xong mới về mới tính được. Dạ. Wow, hôm nay sư Dạ. có phòng đẹp là sư nè. Dạ. Hôm nay cái phòng giảng pháp của Đúng sư rồi, đẹp. không cái phòng tủ của Phật tử của mình Đức không cho. À, dạ con thấy Về là nhà phòng đẹp. đó mà không cho. Về Dạ. nhà không cho, ông cho ông qua ông gắn luôn chở cây cũng cả hơn ngàn cây số. Dạ, Yeah. Tức wow. là chở từ từ Huế đó, chở từ Huế vào tới Vĩnh Long gắn. Xa dễ sự. Chở từ Huế vào tới Vĩnh Long gắn. Dạ rồi, bây giờ Xin phép sư cho tôi chờ con chút xíu ạ. khi ông cũng nghe đạo mà cũng có mấy cái đờn cái đã quá. Vẫn còn mê sư, vẫn còn mê. Vẫn còn mê rồi hả? Dạ. Nhìn mấy cái đời gấu tôi nhớ dân Đà Nẵng Việt Nam ở Sài Gòn, nên nhìn ở Sài Gòn Đà Nẵng là có nhiều người họ tụng kinh mà họ không có coi chữ, họ chỉ nghe họ nhái họ tụng cái bài Y Đăng nghe thôi, cây đàn vô giá cây đàn hôn thú hôn cùng nhau thôi. Sư qua ảnh còn thấy cái dàn kèn của ảnh đó sư, chưa chưa Phải biết dàn nữa đó, mà còn cái dàn hồi Covid rồi thấy ổng mặc cái áo cách ly rồi ổng vô nhà tắm mà ổng thổi thấy lạ thiệt. và con chúng con kính thỉnh sư. Dạ. Okay. Cái bài kinh này là học không biết kiếp nào mới hết, tại vì nếu mình học nhanh thì bà con không hiểu gì hết, à, mà học chậm thì lâu. Bữa nay mình học về cái đề mới đó là ba hữu. Ba hữu. À, ngài hỏi hữu là cái gì, ở đây cái chữ nó hay ghê lắm. Ở trong tiếng Pháp đó, nó có cái gì, có cái động từ avoir, it avoir. Trong tiếng Anh đó, có động từ to be, to be to have. Còn trong tiếng Đức đó, có động từ sein, sein. Nó có nghĩa là có mà nó cũng nghĩa là. Có hoặc là. Như tiếng Mỹ mà hỏi how are you thì cái chữ R đó là từ chữ is, số nhiều. Anh thế nào, anh ra sao. Bali thì có chữ hồ hồ tí, bảo tí. Từ bảo tí từ căn là bu bu, nó cũng giống như là sai của Đức hoặc là evo của Pháp hoặc là to be của Anh vậy đó. Nghĩa là có hoặc là bu, từ cái căn bu nó ra chữ bảo vát, từ cái căn á ra cái động từ là bá ba tí là có hoặc là đúng không, nó là mênh mông vậy đó, để cho bà con thấy rằng cái chữ cái chữ bá ba này nghĩa nó ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Bởi vì chưa rồi từ đó trong kinh mới có từ những cái chữ, những cái khái niệm như là mamang ca đó, ahang ca đó, asmi mà đó, tức là ngã cái chấp ngã, ngã sở, ngã và ngã sở, chấp tôi và của tôi. Thì chấp tôi và của tôi nghĩa là sao, là cũng chấp vào cái động từ này nè, chấp là tôi có, tôi là cái gì đó, tôi có cái gì đó. Này ghê không, ghê không, nó ghê chỗ chữ bao vác nghe vậy đó, nghĩa là mình chấp phàm phu và chấp thủ tôi là ta là đó, phải không. Thì mình chấp cái gì, mình chấp hai thứ, tôi là cái gì, tôi có cái gì. Và tôi bảo đảm các vị, từ ông thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng cho đến thằng ăn mày thì cũng chỉ chấp cái hai cái đó thôi, tôi là cái gì trong trời đất này và tôi có cái gì, tôi là gì và tôi có cái gì, tôi sở hữu cái gì. Từ đó nó mới ra cái chữ bhava. Bhava là cảnh giới, là cái chỗ hiện hữu, cái chỗ có mặt, không, cảnh giới có nghĩa là chỗ có mặt, chỗ hiện hữu của chúng sinh muôn loài. Và từ đó nó mới ra những cái thành những cái khái niệm, nó đi ra từ cái ngã kiến của chúng sinh, từ cái ngã chấp của chúng sinh. Tôi có cái gì, tôi là gì trong cuộc đời này, to be to have, phải không, tôi có cái gì, tôi là cái gì trong cuộc đời này. Rồi
từ đó nó ra cái chữ cõi. Cõi là vậy nè, thì ngày mai có tá ngày biết cả hai thì biết hết, mà muốn hỏi sư huynh thôi, hỏi sư huynh, muốn muốn nghe sư huynh nói là lần nữa. Ở trong trong tăng chi không, tăng chi mà phần bốn pháp đó. Có một cái bài kinh mà ngài sẽ là Phất ngài kể lại đó, kể lại ngài nói này các hiền giả, sau khi ta xuất gia đúng 2 tuần, tức là đúng mà trong đó không có xài 2 tuần mà làm trong đó xài ngài dạy chỉ 14 ngày, sau khi ta xuất gia 14 ngày thì ta thành tựu 4 vô ngại giải. Những gì ta nghe ta có thể quy nó về pháp, và những gì ta nghe ta đều hiểu, và những gì ta hiểu ta có thể trình bày không có trở ngại về ngôn từ. Và 4 khả năng đó được gọi là 4 vô ngại, 4 trí vô ngại. Chính ngài xác nhận như vậy. Xuất gia có 2 tuần là ngày xong, phải không? Mà tại sao tôi nhắc lại cái đó là bởi vì đây là bài kinh mà nội dung là cuộc vấn đáp giữa ngài Xá Lợi Phất và một vị nữa là ngài Maha Cốt Chức Kết. Ngài được gọi đệ nhất về vô ngại trí vô ngại đó, hai vị nói chuyện với nhau. Ngày trước khi ngày Maha Cốt Chức Kết ngài hỏi ngài biết ngài Xá Lợi Phất là sẽ trả lời cái gì và có thể sâu rộng hơn vậy. Nghe kịp không? Biết siêu huynh mình sẽ trả lời cái gì và còn sâu rộng hơn vậy. Ví dụ như mình hỏi vậy chứ táo bón làm sao, ăn gì hết bón, thì mình biết siêu huynh mình nói ông nói những bài thuốc mình biết, nhưng mà mình cũng biết ông có khả năng nói hơn cái mình biết nữa. Thì ngày hỏi ngày sẽ phát cái gì gọi là cảnh giới hiện hữu là gồm những gì, thì ngày sẽ phát cái nói gọi là cảnh giới hiện hữu được gồm có 3, đó là dục, dục hữu, sắc và vô sắc. Chỉ đọc trên mặt giấy tới đây thôi, không đọc chú giải rồi không có tìm hiểu thêm cái này kia nữa, thì thêm một là thấy khô khan, hai là khó hiểu và không có gì hấp dẫn hết. Nhưng mà thực ra chỉ có cái câu vấn đáp được thôi. Hữu là gì, có bao nhiêu hữu, không? Rồi cộng với câu trả lời cái sản phẩm là gom hết toàn bộ tinh hoa giáo lý ngàn đời muôn kiếp. Ngàn đời muôn kiếp gom hết, đúng không? Đó là bây giờ nghe nè. Tất cả chúng sinh từ cái ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Thượng Lão Quân Diêu Trì Dương Mẫu cho tới con trùng, con dế, con ông cái kiến, tất cả đều nằm gọn ở trong gọi là 3 cái hạng sau đây. Cái hạng thứ nhất á, gọi là chúng sanh dục giới. Cái cảnh giới của họ được gọi là dục hữu. Không? Cảnh giới cư trú và cảnh giới tâm linh của họ đó được gọi là dục hữu. Cái thứ hai nên là có những chúng sanh nó chán cái dục. Dục nghĩa là vật chất á. Vật chất là cái gì? Vật chất là những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì nó gọi là vật chất. Thì cái hạng thứ nhất là sống, chết, buồn, vui, thành, bại, đắc, thất. Không? Khóc, cười ở trong 5 dục sắc thọ tưởng thức ở sắc thân giới bị xúc, thì cái hạng này nè được gọi là chúng sanh cõi dục. Cảnh giới của họ được gọi là dục hữu, cái cảnh giới tinh thần của họ là dục hữu, mà cái cảnh giới hiện hữu của cụ thể điển hình của họ cũng là gọi là dục hữu. Dục hữu nghĩa nó rộng như vậy đó. Dục hữu nghĩa là cõi hiện hữu, phải không? Cõi hiện hữu của người dục. Rồi các vị hỏi tôi sâu chỗ nào, hãy nghe nó sâu chỗ này. Tức là từ muôn kiếp luân hồi nó lâu đến mức mà Phật dạy á, mà sữa mẹ mà mình bú nó nhiều hơn nước trong 4 biển, máu và nước mắt mình đổ ra trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong 4 biển, là các vị biết nó lâu cỡ nào, nó lâu cỡ nào. Và trong suốt thời gian thâm thẳm ấy, ai cũng đã từng kinh qua cảnh giới phạm thiên cao nhất, đó là phi tưởng phi tưởng, và ai cũng đã từng kinh qua cái cảnh giới sa đọa mà thấp nhất, khổ nhất như A Tỳ, mà thấp nhất là như các cái loài yếm quang yếm khí. Yếm quang yếm khí là sao? Là những cái loài mà bacteria litility mà nó sống ở trong cái chỗ không có ánh sáng, gọi là yếm quang. Còn yếm khí thì nó ở những cái chỗ mà coi như gần như không có không khí, ở vùng đất, những cái chỗ đất sâu trong hang động trong lòng địa cầu, gọi là yếm khí. Thì khổ như A Tỳ địa ngục, mà bé mọn như những loài yếm quang yếm khí, thì chúng ta đã qua hết
chúng ta từng là những con oyster, những con hào bám trên đá ở ngoài bờ biển. Chúng ta đã vô số lần trải qua cái thân phận ấy, và chúng ta cũng vô số lần làm chuyển lưng vương đế thích ác ma thiên tử, làm đại phạm thiên, làm phạm thiên của vô tưởng, làm phạm thiên của vô sắc. Không có một cảnh giới nào chúng ta chưa từng đi qua, trừ ra cõi ngũ tịnh cư, là cái cõi mà dành riêng cho mấy vị A-na-hàm mà chờ chứng la hán đó. Đấy. Trừ cái cõi đó là chúng ta chưa vào thôi, còn cao nhất thấp nhất chúng ta đều qua hết. Nhưng mà vì đâu mà hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây vì như thế này? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái cuộc luân hồi này mọi thứ là do duyên. Sự hiện hữu của chúng sinh là kết quả của một cái chuỗi dài tương tác giữa các cái điều kiện, không? Mình gần gũi ai, mình sống nơi nào, sinh hoạt ra sao, thì những cái này nè, nó tạo nên cái gọi là cái mentality, cái tâm thức của chúng ta, nó tạo nên cái personality, cái nhân cách của chúng ta, tạo ra hai cái này. Đây, nhắc lại nha, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Thì trong cái môi trường sống đó, nó gồm có cái chuyện là ở đâu, làm gì, thường gặp ai. Đấy, nó gọi là môi trường sống. Còn cái tiền nghiệp là nó đẩy mình vào cảnh giới nào đó, rồi cái khuynh hướng tâm lý của mình là hướng thượng hay là hướng hạ. Đấy, cao rộng, xa vời hay là hạn hẹp, nhỏ mòn. Đấy, là do khuynh hướng tâm lý. Thì tiền nghiệp nó đẩy mình vào đâu đó, rồi cộng với phương khuynh hướng tâm lý, rồi cộng với môi trường sống. Thì nếu mà quý vị còn nhớ, tôi nói rất là nhiều lần, ở trong mỗi chúng sinh phàm phu nó đều có hai cái chủng tử tồn tại song hành. Kinh Phật được gọi là chủng tử, còn ngoài đời gọi là instinct, có nghĩa là bản năng. Đấy, chúng ta có hai bản năng, bản năng thiện và bản năng ác. Đấy, giống y hệt như chúng ta có hai cánh tay, tay phải và tay trái. Thì do nhiều điều, lý do điều kiện, chúng ta thuận tay nào. Đấy, thuận tay nào, có người thì thuận tay mặt, có người thì thuận tay trái. Đấy, có người là cả hai tay đều ok, giống như cầu thủ, có nhiều người đá hai chân như một. Đấy, thì đa phần là chúng ta thuận, có thuận thuận phải, thuận trái. Đấy, thì hai cái chủng tử hay là hai cái bản năng thiện ác của mình ấy, ai cũng có giống nhau hết, nhưng mà nó do, nhưng mà tùy ở mỗi người cái khuynh hướng tâm lý, rồi môi trường sống, rồi cộng với tiền nghiệp. Đấy, tiền nghiệp là thiện ác quá khứ. Đấy, mà hai chủng tử đó cái nào bây giờ nó được phát tác phát triển. Đấy, đấy. Thì bản chất tôi nóng nảy lắm, nhưng mà bây giờ tôi sống chung quanh tôi toàn là những người mát mẻ, không, điềm đạm thuần tính, không, thì sao ta, thì cái nóng của tôi nó cũng mất. Tôi là người bủng xỉn, nhỏ mọn, toan tính như lắm, nhưng mà chung quanh tôi toàn là những người hào sảng, thì ít gì á, tôi cũng bị ảnh hưởng, cũng được ảnh hưởng. Đấy, còn tôi là cái người mà coi như tốt bụng bằng trời, nhưng mà khi tôi ở gần người xấu đó, thì như tôi đã nói rất là nhiều lần, chúng ta phải trải qua các giai đoạn tâm thức. Lúc đầu ấy là tâm thức đối kháng, có nghĩa là mình bất mãn với cái đối tượng. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục ở đó và mình yếu tay ấn, nếu tiếp tục ở đó và tiếp tục giao tiếp, tiếp tục quan hệ và tiếp tục là qua lại, mà lại yếu tay ấn nữa là non tay ấn, thì buổi đầu là tâm thức đối kháng, mình bất mãn cái tâm ý, tánh ý người ta. Nhưng mà từ từ nó qua tới cái hòa giải. À, hòa giải có nghĩa là mình thấy ok, cũng có gì. Trời sinh vôi, trời ngẩn gì đó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà, chỉ nó bình thường. Đấy. Rồi từ từ cái từ cái hòa giải nó chuyển qua cái thỏa hiệp. À, tức là nó tới đâu mình tới đó. Và cuối cùng là đồng hóa, có nghĩa là mình giống y chang đó. Không? Như vậy thì từ cái gọi là tâm thức đối kháng, hòa giải, thỏa hiệp và đồng hóa. Đấy. Và đây là cái hành trình mà chúng ta phải trải qua trong cái cuộc sinh tử. Mình từ tốt và mình ở gần cái đám xấu thì cũng y chang, cũng đi qua cái hành trình là sao? Đối kháng. Mình tốt mà ở chung thằng xấu, bữa đầu là đối kháng, hòa giải, thỏa hiệp và đồng hóa. Cuối cùng mình xấu như nó. Mà ngược lại, mình xấu mà mình ở gần người tốt thì cũng có thể, cái nào cũng có thể hết. Thấy không? Cái nào cũng có thể hết. Cái nào cũng có thể hết. Có thể là mình xấu mà gần người tốt, ngoài đầu mình cũng đối kháng, mình cũng khó chịu lắm, nhưng mà sau đó từ từ cũng biết ăn hiền nó lành. Cho nên tôi nhớ Tây có câu hay lắm, nó nói rằng cái cách phát âm cái chữ impossible là không thể, là bất khả thi. Cái cách phát âm chữ đó hay nhất,
nó có hai cách đọc, một là đọc theo từ điển là impossible, cách đọc thứ hai là I am possible. Biết trong rung hiểu không? Cái hiểu chữ đó không ta? Chữ I viết riêng, chữ em viết riêng, I am possible. Có nghĩa là chuyện gì tôi người ta làm được, tôi làm được. Này, nhớ nha, một là impossible, hai là cái chữ im đó mình tách ra thành chữ I am possible. Không? Thì chuyện gì trên đời cũng có xảy ra. Một thằng tốt mà nó gần cái đám xấu thì lâu ngày nó cũng sình. Mà một thằng xấu mà nó gần cái đám tốt thì lâu ngày nó cũng thơm. Cái khả năng của chị đó hoàn toàn có thể. Này, thì tôi đã nhắc lại, trong cái cuộc sinh tử chúng ta phàm phu ai cũng có hai cái bản năng instinct, ai cũng có hai cái gọi là chủng tử, cái bi chá của người mình ấy. Mà tùy thuộc vào cái tiền nghiệp thiện ác, nếu mà đời này mình có tu nhiều rồi mình nguyện đời sau sinh ra được cộng trú với người lành thì ok. Còn nếu mà mình thiếu cái phước cộng trú hiền thánh, rồi cộng với khuynh hướng cả chớn nữa, rồi cộng với môi trường không ra gì nữa, thì coi như thú quắc luôn. Đấy, coi như là cái chủng tử gọi là thiện ác của mình nó đấu với nhau. Hai đứa nào nó có điều kiện thì nó sinh sôi, còn đứa nào mà nó thiếu điều kiện thì nó eo uột. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình trở lại cái đề ba hữu, dục hữu và sắc hữu, vô sắc hữu. Chúng ta có cả ba, chúng ta có cả hai cái bản năng thiện ác, và trong cái thiện đó chúng ta cũng có đủ ba khả năng, ba cái bản năng: thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Có nghĩa là thiện dục giới tức là thập thiện đều đủ để mà sanh về các cõi nhân thiên hưởng dục, tức là thiện dục giới. Còn thiện sắc giới nghĩa là tu thiền thành phẩm thiên, cũng thiền định nhưng mà còn lệ thuộc vật chất. Còn thiền vô sắc là của mấy cha mà đắc thiền sắc giới rồi nhưng mà chán, thấy còn liên hệ vật chất chán lắm, anh chả mới chuyển qua chả tu cái đề mục vô sắc, là hư không, là vô biên. Nhưng rồi cái thêm tầng thứ hai là tầng thất vô biên, thấy vô, hư không là vô biên nhưng còn bị tâm biết, cho nên tâm mới là vô biên. Để đến cái tầng trên nữa, nên tầng thứ ba nó thấy là tâm tuy vô biên nhưng cũng còn bị tâm biết, như vậy cả tâm và hư không đều không đáng kể. Nó đặt cái tầng thứ ba đó là tầng vô sở hữu. Rồi tới cái anh thứ tư, anh có duyên á, anh thấy rằng cái tầng thứ ba này nở hoài nó cũng chán, bộ nó có nhiều đó sao hả trời. Để khi mà ổng có cái lòng cũng chán, đắt cái tầng thứ tư gọi là tầng phi tưởng, phi tưởng, tức là có như không, dầu không nhưng vẫn có. Đấy, cái tâm nó vi tế nó mức như vậy đó. Rồi như vậy thì trong chúng ta ai cũng có hai cái bản năng thiện và bất thiện. Bây giờ nói thiện trước. Thiện gồm có thiện dục, tức là thiện của mấy thằng còn hưởng dục, rồi thiện sắc là của mấy ông mà thiện sắc giới, rồi thiện vô sắc là của mấy ông mà chán thiện sắc mà là tu lên thiện vô sắc, đó gọi là bản năng thiện. Còn bản năng ác là sao? Nó tới một tẩy là sao? Là tham sân si ái mạn kiến nghi. Đây thì tham, tại sao tôi nói tên tỷ, là bởi vì nó tham nó vô số cách. Có đứa thì sống nhiều bằng mắt, có đứa sống nhiều bằng lỗ tai, có đứa sống nhiều bằng lỗ mũi, đúng không? Đấy. Mà trong cái đám mà sống nhiều bằng mắt á, thì có đứa thì thích đi du lịch, có đứa thì thích làm họa sĩ, có đứa không thích họa mà thích coi người ta vẽ. Đấy. Rồi có đứa không thích vẽ, không thích coi người ta vẽ, không thích coi vẽ mà cũng thích coi tranh mà lại khoái đi chụp hình, vân vân và vân vân. Có đứa khoái trồng hoa, mà trong đám trồng hoa nó có đứa thích trồng hoa để ngửi, có đứa trồng hoa để ngắm, có đứa trồng hoa để nổ, để khoe, để đi bán, lắp 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 lắp. Cho nên là trong cái ác đó, riêng cái tham đó, là nó đã thiên hình vạn trạng. Đấy, thiên hình vạn trạng. Đứa thì thích cái này, đứa thì thích cái kia, mà những cái thích này ở đâu nó ra? Cũng do ba nguồn: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Đấy, do mình ở gần ngay, mình ở gần mấy người mà chân diện không? Lụa là không, thì mình cũng sẽ chân diện lụa làm. Mà mình ở gần mấy cái người thích ăn ngon thì mình sẽ thích ăn ngon, thích nấu nướng. Mình ở gần mấy người thích rong ruổi vui chơi, ở gần những người thích mua sắm bán buôn, ở gần những người mà thích tậu nhà tậu đất thì mình ở gần ai là mình lấy cái tên đó. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường là chỗ đó, môi trường sống. Đấy, giờ tham đó, tham là mình thấy một tỷ. Sân cũng vậy, sân nó có nhiều kiểu. Sân gọi là sân đối kháng và sân khép kín. Sự đối kháng là sao? Sự đối kháng là giận người này, ghét người kia, tối ngày cái mặt giống như cha chết, mặt giống như mất sủ gạo, đó là sân đối kháng. Còn cái sân mà sân khép kín là sao? Không có chơi ra mà tối ngày cứ ở mình mà cứ bất mãn cuộc đời trong âm thầm không hành động. Cái này cũng hơi bị nhiều nha. Nó không hại ai, nó không chửi ai, không đánh ai, không đâm ai, không chém ai, không bắn ai, không có nhà ai, không có đâu mà làm. Nhưng mà nó sân khép kín nghĩa là nó luôn luôn nó sống trong bất mãn. Thể chế chính trị nào, đường hướng tôn giáo tâm linh chính trị nào nó cũng bất mãn hết.
Bây giờ là đệ nhất Cộng hòa nó chống, đệ nhị Cộng hòa nó chống, rồi Cộng sản dễ phóng quân vô nó cũng chống, ai nó chống hết. Còn đạo cũng vậy, nay chửi cha, mai chửi thầy chùa, mốt mình chửi mục sư, là có trong cái hẹn đó, ai nó cũng ghét, đạo nào cũng ghét, mà chính trị thể chế hệ thống ý thức hệ giống giải vậy nó cũng ghét, có đang là bất mãn thôi, gọi là bất mãn khép kín, có nghĩa là nó bực mình nhưng mà bực mình với riêng nó thôi, nó không làm gì hết, không phát biểu, không bày tỏ. Đây. Còn có lỗi mà sân tâm đối kháng, nghĩa là thù hằn đâm chém bày tỏ biểu lộ hiển thị biểu không lập 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 lại thì dầu sân cái gì đây nữa cũng là sân à, và mỗi người có một cái kiểu sân khác nhau. Có người đó là đừng ai đụng tới quyền lợi của, đừng đụng tới túi tiền của tôi. Có người thì đừng đụng tới cái tiếng tâm danh dự của tôi. Có người thì đừng đụng tới thân thể sức khỏe tánh mạng của tôi nha. Có người mình chửi cha họ không giận, miễn là đừng đụng tới túi tiền của họ thôi. Rồi có người cái gì cũng được hết à, nhưng mà đụng tới cơ thể của họ không được. Hoặc có người là mình cái gì cũng được nhưng mà đụng tới danh dự của họ là họ giết mình, giết cả họ à. Vì vậy mình thấy cái sân của mỗi người có một kiểu. Và trong kinh Đức Phật cũng dạy à, phiền não chúng sinh nó có nhiều dạng à, có người thì giống như là chữ viết ở trên nước vậy đó. Mình lấy cái cây que mình quét trên nước nó gợn cái là mất à, nó gợn cái là mất. Rồi có người phiền não họ nó giống như là nước, nó giống như là mình vẽ như chữ viết trên cát vậy đó. Đấy, có nghĩa là nó lâu hơn trên nước một tí nhưng mà gió lên mưa xuống là nó bay. Rồi có người giống như chữ viết trên đất vậy đó, nó lâu hơn trên cát. Và có người thì cái phiền não của họ nó hằn sâu lâu bền như là chữ viết trên đá hoặc là trên kim loại mà titanium lâu màu lì đòn ngoan cố đừng hòng gột rửa tẩy xóa. Đúng không, khó lắm, nhớ nha. Thì cho nên cái sân của mày nó, cái sân là tùy người có người, mỗi người thứ nhất là cái lý do sân do không giống nhau, rồi cái cường độ sân nó không giống nhau đấy, rồi cái thời gian mà lưu cửu kéo dài cũng giống nhau. Cho nên kinh Phật dạy chúng sanh trong đời nó về tâm sân ấy, nó có nó giống như bộ giống như rắn vậy đó. Nó có những con rắn hung dữ nhưng mà không có độc đọc, nó hung dữ mà không có độc đọc, cái nó gặp mình nó rượt, giống như hổ ngựa đó, hổ trâu ở miền Tây đó. Các vị mà gặp nó là nó rượt thấy thương nó nhưng nó phập chảy máu cho vui việc thôi, nó phập giống như chó cắn vậy đó. Mà cái vết cắn của nó gọn, nó cỡ nhỏ hơn chihuahua, nó cắn cho vui vậy thôi nhưng mà nó dữ lắm. Như vậy thì hổ trâu hổ ngựa nó là loại rắn hung dữ nhưng mà không có độc. Còn có những đại hiệp mà có độc chết người nhưng mà không có hung dữ. Chẳng hạn như ở đây bà con phụ nữ nào mình đeo nữ trang, đeo hột xoàn, đeo hột bẹt, hột trai, đeo kim cương, đeo cẩm thạch, chắc biết cái hột đá oban không? Oban là một loại trần dân Úc, chắc không biết oban không ta? Gia nhân nhớ biết oban không? Dạ, dạ, tôi biết. Ừ, dạ. Úc mà không biết thì bỏ quốc tịch. Okay. Thì mấy cái chỗ mà khai thác oban đấy, mấy chỗ khai thác oban, mấy cái hầm mỏ mà khai khoáng oban đấy, nó có cái loại rắn đó là coi như là nó di chuyển rất là chậm mà nó hiền, nó đừ mà nó kêu là rắn ba bước, nó phập phát là đi ba bước là sanh trụ diệt, đó là tật liền à, sang vậy đó. Cứ bước quất thập đó là coi như là mình đếm sáng na đứng mình đếm là sanh trụ diệt, đó là tật liền. Ở Trường Sơn Việt Nam ngày xưa đó, mấy đồng chí bộ đội của chúng ta đó, mấy đồng chí giải phóng quân mà đi bê nó cũng ớt cái loại đó. Có mấy đại hiệp của tôi nằm dưới lá đó, di chuyển kiểu mà con sâu đo búng 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 mà nó đọc tới trời, nó quất một phát là sanh trụ diệt. Mình cứ đếm là mình đếm 1, 2, 3 hoặc là đếm sanh trụ diệt là coi như tịch tịch. Mà nó hiền lắm, nó không có đi kiếm người, nó truy đuổi truy sát không có, dẫm nó thì nó phập bác, nó đừng đạp em vậy thôi à. Trên lưng nó có để chữ DDI, đừng đạp em, là mình đạp là nó phập bác là chữ con. Nó hiền, cho nên nó có những người đó, nghe Đức Phật dạy có những loại rắn hung dữ nhưng không có nọc, mà có những loại rắn có nọc chết người nhưng không có hung dữ à, đụng cái thì phập, còn không đụng thôi hồn ai nấy giữ không. Rồi có loại thứ ba đó là vừa hung dữ mà vừa có nọc độc, cho hay như hổ mang, rắn hổ mang King Cobra đó. Nó gặp là nó rượt mà nó phập ngang phát nào là êm phát đó không. Rồi có cái hạng thứ tư là khỏe nhất, giống như ri voi ri cá ở miền Tây vậy đó,
nó to đùng vậy là mà nó hiền lắm, nó hiền đến mức mình làm thú cưng được rồi quý vị, nó hiền lắm. Đây, nó hiền lắm. Cho nên là mình thấy chúng sinh của người cái tâm sân, có loại chúng sinh có người đó, là giống như rắn hung dữ mà không có độc độc, có người có độc độc mà không có hung dữ. Rồi có những người vừa có độc độc mà vừa có hung dữ, nghĩa là sao? Có người tánh thần rất là nóng nhưng mà nó mau nguội. À, nóng lắm nhưng mà mau nguội và cũng không có cái ý hại ai. Còn cái ớn nhất là có những người là cười cười không có gì đâu, không có gì đâu, mà nụ cười Ngô Đình Nhu đó, cười 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 có gì hết. Nhưng mà tới hồi mà quay lưng một cái rồi nó giết cả họ. Nó giết cả họ. Đấy. Còn có người thì mát mà mặt mày mát mẻ mà trong lòng cũng lành lắm, rồi có hạng người thì ở ngoài thấy ghê mà ở trong cũng thấy ghê. Tổng cộng 4.000 rồi, đó là sân đấy. Tham sân si, si cũng có nhiều loại, có người nhiều về si hoài nghi, có người nhiều si phóng dật. À, những cái loài thì mà chúng sanh càng thấp á, thì si phóng dật nó nhiều, còn những loài chúng sanh càng cao á, thì si hoài nghi nó nhiều hơn. À, để khai như vậy nhớ tại mình sẽ ái mạng ái. À, ái thì nãy nói rồi, ái đây có nghĩa là có người thích người thiền, thấy người thích hưởng thụ đó, tham sân si ái. Mạng, mạng có nghĩa là ngã mạng, ngã mạng mình thấy có ba, không là so bằng, so hơn, so thua. Mình không học đạo mình tưởng là nghe nó ngã bà đó, ngã mạng đó, mình tưởng là có một, nhưng nghĩa là lúc nào cũng ta đây, no, ngã mạng có ba. Mình thấy không có ai bằng mình đó, đó là ngã mạng, nhưng mà đó là ngã mạng so hơn. Còn so bằng nghĩa là nó tới đầu tôi tới đó, tôi đâu có ngán nó, nó được gọi là so so bằng. Còn so thua là mặc cảm, tự ti. Đấy, mình đâu biết đó là ngã mạng, đó cũng là ngã mạng, nghĩa là ngã mạng ở đây tiếng Pali là chữ mana, mana có nghĩa là cân đông đo đếm. Rồi tàu họ mới họ nửa dịch nửa âm thành ra là chữ mạng, tiếng Pali là mana, mana, man, tạo là nửa âm nửa dịch thành ra mạng. Có nhiều cái chữ mà nó hay đến mức mà mình không biết âm hay dịch. Thí dụ như cái chữ club. Ở trong tiếng Mỹ club C L U B, người Nhật họ dịch thành chữ câu lạc bộ. À, why? Chữ câu lạc bộ cũng là C L B này. Mà nó hay ở cái chỗ gì? Nó hay cái chỗ là cái chữ club, đúng là cái chỗ mọi người cùng vui, câu lạc mà, câu lạc còn bộ đây nghĩa là club, không? Cái chỗ mà mọi người cùng tụ họp nếu mà cùng vui thì gọi là câu lạc bộ. Why? Hoặc là chữ hacker. Ở đây sao ai xài chữ internet, xài internet thì biết chữ hacker, hacker mấy thằng mà ăn mà đi phá người ta đó. Hacker tiếng Tàu nó dịch, nó vừa dịch nó vừa âm thành là chữ hack khách. Hack khách tức là mấy thằng khách mà áo đen, mấy thằng mà đi giả hành, nó áo giả hành đó, hay thì hay, mà áo ninja đó. Hacker tiếng Tàu cũng vừa hack khách. Hay chờ chút nữa khát nước quá, khát nước. Rồi, chưa có ông nào tự nhiên mà ông này. Rồi á, là cái chữ ma ná đó, chữ ma ná là tàu dịch là mạng, mà tôi cũng không biết nó là mạng là dịch hay âm, nó hay quá đi. Mà mạng từ tiếng Pali là ma ná nghĩa là cân đông đo đếm, có nghĩa là cân đông đo đếm theo ba hướng, hơn bằng thua. À, hơn bằng thua là một đó là tôi hơn nó, hai là nó tới đâu tôi tới đó, và ba là tự ti mà cả mình cứ nghĩ mình thua người ta, cái đó đều cả ba cái đều không tốt, cả ba cái đều không tốt. Cả ba cái đều không tốt, rồi từ cái ba này mới nhân ra chính, có nghĩa là sao? Tức là lấy ba cái này nhân với chính đó. Ví dụ như là hơn, mình nghĩ là hơn, hơn nghĩ là bằng, hơn nghĩ là thua đó. Rồi bằng nghĩ là hơn, bằng nghĩ là bằng, bằng nghĩ là thua là sáu. Rồi thua nghĩ là hơn, thua nghĩ là bằng, thua nghĩ là thua, rồi ta là chính. Mà ở đây nó có một cái chữ rất là hay, tiếng Mỹ nó có cái chữ to know và to think. Các vị có phân biệt hai chữ này không? I think và I know, hai chữ khác hay giống ta? Dạ khác sư. Bậc thánh biết rằng người này hơn người này, bậc thánh biết người này thua người này, nhưng bậc thánh không có nghĩ. Bậc thánh không có nghĩ là điên đảo vọng tưởng. Bậc thánh không có nghĩ, không có ảo tưởng. Bậc thánh biết rất rõ là người này thiện pháp nhiều hơn người này, và cái gọi là thiện pháp người này là đức tin nhiều mà trí kém, người này trí nhiều mà đức tin kém. Ngài biết, ngài biết
Ngài biết thì Ngài không có cái so sánh để mà thương thích ghét sợ. À, có nhiều người tôi giảng tới đây họ không hiểu, tôi mới ví dụ thế này. Bậc Thánh nhìn cái sự khác biệt của chúng sanh bằng một cái tâm thái rất là bình thản, giống như người ta nhìn hai chiếc lá vậy đó. Ta nhìn cái lá này nó xanh hơn lá kia, mà lá nọ nó vàng hơn lá này, cái lòng nó lạnh ngắt vậy đó. Cái hạt cát này nó to hơn hạt cát kia nó tròn hơn hạt cát này, chỉ nhìn lòng lạnh lùng, hờ hững bình thản. Còn phàm phu mình á, khi mà mình đánh giá một cái gì đó, mình đem cả cái tôi mình tham dự và can thiệp vào trong đó, giống như là mình so sánh con mình với con hàng xóm vậy đó. Mình so sánh chiếc xe mình với xe hàng xóm, cái nhà mình với hàng xóm, vợ mình với vợ hàng xóm, tức là lúc nào mình cũng làm lớn chuyện thay vì làm chuyện lớn, chỉ làm lớn chuyện thôi. Đấy. Thì cái đó được gọi là làm mạng, gọi là cân đong đo đếm đó, tức là trong cái so sánh mình có đem cái tôi can thiệp tham dự vào đó thì gọi là mạng. Còn bậc thánh cái ngày không có so sánh, gặp đâu biết đó, gặp người tốt biết là người tốt, người xấu biết người xấu. Còn nếu cùng lúc gặp hai thằng thì người biết là thằng này tốt nhiều hơn này, cái đó gọi là biết. Và trong cái biết đó hoàn toàn là vô tư, trung tính, không tham can thiệp, không tham dự, không có gắn liền cái thương thích ghét sợ vào trong đó. Này nhớ nha, tham sân si ái mạng kiến nghi, cái kiến cũng nhiều loại, có người thì nặng về thường kiến, có người nặng về đoạn kiến. Mà thường kiến thì nó tới 1 tỷ nhánh, mà đoạn kiến nó tới 1 tỷ nhánh. Nhưng mà nói gọn lại, thường kiến là cái niềm tin vào cái sự vĩnh hằng của một cảnh giới, của một cái tôi nào đó. Còn đoạn kiến là phủ nhận toàn bộ cái gì mà mình không thấy được, không hiểu được. Chẳng hạn như kiếp trước, kiếp sau, chư thiên, chư Phật là mình không tin ai hết. Đấy, đó gọi là đoạn kiến. Phủ nhận toàn bộ những gì mình không hiểu, không thấy được, dẹp sạch. Đấy, đó là đoạn kiến. Tham sân si ái mạng kiến nghi, nghi quý vị, nghi cũng có nhiều kiểu nghi. Có những cái hoài nghi mà nó có hại cho cái tri kiến. Rồi có những cái nghi nó không có nguy hại cho tri kiến. Trong đời mình thầy tu, tôi đi dạy học thuyết pháp, tôi có gặp có nhiều người họ cũng thắc mắc tội lên mình, những cái thắc mắc họ nó không có làm cho tôi rùng mình, mà có nhiều người cái thắc mắc của họ nó làm cho tôi hơi lập nhân sống. Tôi nghĩ trời cha, cái tên này có thể nó bỏ đạo sớm chiều thôi. Có người họ thắc mắc lung tung, họ thắc mắc cạn lắm. Cho nên trong kinh nói có nhiều người đó, cái tinh thần của họ nó từ trí tuệ cho đến tài kiến của họ nó giống như ruộng vậy đó. Có nghĩa là mênh mông nhưng mà tới đầu gối. Còn có nhiều người cái trí tuệ và cái tài kiến của họ nó giống như giếng vậy đó. Có nghĩa là nó không có mênh mông nhưng mà nó xoáy cái lỗ nào ra cái lỗ đó. Đấy, rồi có người cái tài kiến hoặc là trí tuệ họ giống như sông, suối, thác, hồ, ao, ruộng, giếng, biển. Biết tôi nói rung rung tôi hiểu không ta? Alo, tôi nói tôi hay nhắm mắt cái gì hiểu không? Dạ, có dạ. Chị có thấy mấy nghe không? Dạ. Biển, sông, hồ, ao, kinh, rạch, suối, thác, đấy, giếng, ruộng. Đó. Thì mình thấy ở mỗi khác. Thì cái tà kiến và cái hoài nghi, cái trí tuệ của chúng sinh trong đời nó cũng giống vậy. Có người như giếng, có người như ruộng, có người như sông, có người như biển, có người như thác, có người như suối. Nó đại khái như vậy đó. Thì tham sân si ái mạn kiến nghi, đấy là như vậy. Thì tùy và chúng sinh mà mỗi người khác nhau. Có người thì cái trên căn bản thì thiện ác khác nhau. Có những người thiện nhiều hơn ác nhiều hơn thiện. Nói sâu hơn chút nữa, cái thiện người này không giống thiện người kia, cái ác người này không giống ác người kia. Nói sâu hơn nữa, chính cái thiện của mỗi người đó nó có tác động đến ác của mình của họ, và cái ác của mỗi người nó có tác động đến cái thiện của họ. Cái ác của mỗi người của phàm phu ấy, tôi đang nói phàm phu nha, đừng có nhét mấy ông thánh vào đây mệt, mặt mình như con dồi mà cứ diện gì cũng đúc mấy ông thánh vô mệt mà. Mình đang nói mấy cái đám phàm mình thôi. Có nghĩa là cái ác của mình đó, nó làm cái nền cho cái thiện mình đó, nó có cái kiểu rất là riêng. Và cái thiện của mình nó là cái nền cho cái ác mình đó, nó cũng không giống ai. Và từ đó mình sanh ra đời, dù mình giàu cách mấy đi nữa, mình thông minh cách mấy đi nữa, mình giỏi cách mấy đi nữa, cái mặt của mỗi người không giống ai hết, nghiệp khác nhau nha. Rồi nãy giờ tôi đang nói mình mong để tôi quay lại chữ dục. Thì mỗi người đều có khuynh hướng thiện ác hết, nhưng mà cái nào mạnh đây, thì cái tên nào mà nó nghiêng nặng về vật chất thì tên nó là cứ sống chết buồn vui trong cõi của dục. Thích hưởng dục mà không tu gì hết thì sao ta? Tiếp tục ở cõi dục nhưng mà ở cõi đọa. Thích hưởng thụ lung tung nhưng mà có tu tập, có công đức thì sao ta? Chết cũng trở về cõi dục nhưng mà được làm nhân thiên, được ăn sung mặc sướng quần lão, lụa chăn êm nệm ấm,
nào, xem chưa? Rồi còn cái đứa mà mướn hưởng thụ mà không có tu hành kỹ móc gì hết thì xuống nó làm mấy con mà nó lè tè đó, như địa ngục, dồi bọ, nghêu sò ốc hết. Đã. Thích ăn ngon mà không có tu hành gì hết thì sẽ sinh ra làm loài ăn tạp. Còn thích làm đẹp mà không có tu hành gì hết thì làm cái loài diêm dúa sặc sỡ lòe lòe. Các bạn nghe kịp không? Đấy. Khoái buôn bán nhà đất mà không có tu hết thì mai mốt làm con trùng, con giun. Còn nếu mà buôn bán nhà đất mà biết tu cái sợ sinh ra làm đại gia nhà đất. Bán toàn đất vàng Nguyễn Huệ, quận 1, quận 5, quận 3, quận 6, quận 10. Okay. Còn nếu mà ham nhà đất quá không có tu mốt làm con giun. Ăn rồi cái anh nằm dưới đất cái đo hoài vậy đó. Nghe kịp không? Đấy, đại khái như vậy. Đấy, thì chúng sanh cõi dục đó như vậy đó. Rồi bây giờ qua tới cõi sắc. Thì trong một rừng đám mà hưởng dục đó, nó lâu lâu nó lọt ra ta, nó chán cái gì? Nó chán dục. Nó thấy lấy nhau, lúc đầu lấy nhau gì sắc, gì tài, gì tình. Tưởng sao lấy nhau thời gian nó chuyển qua nghĩa. Mà nghĩa nó mau phai. Cái cuối cùng tiếp tục ở nhau vì chưa tiện bỏ nhau. Đó là nói về hôn nhân. Còn mà nói về mà ăn mặc nhà cửa thì nó thấy rằng là có 100 cái nhà thì tối cũng ngủ trên một cái giường. Có 100 cái bàn thì mỗi lần ăn cũng ăn một bàn. Có 100 cái tủ chén thì mỗi lần ăn ăn có một chén, một đũa, một nĩa chứ không lẽ ăn mấy cái. Đứa nó nghĩ tới là nó đâm nó nản. Đây, nó nản. À, hoặc là chưa kể là nó thấy còn quẩn quanh ở trong cái chuyện mà ăn mặc ở đi đứng giao tiếp bạn bè chồm sớm bà con thân thuộc, nó thấy phiền quá thì nó muốn ân mình đó, thì lâu lâu nó mới lầu ra mấy người đó. Mà trong đám mà mấy người mà chán đó chỉ có một hoặc hai người không biết tìm ra cái minh sư thiện hữu, hoặc là tự họ nhờ cái trí huệ nhiều kiếp mà họ biết tu tập thiền định đó. Chứ còn đa phần á, là không biết chán. Mà trong đám biết chán đó, thì đa phần á, là sống tiêu cực bi quan chứ không có biết tu thiền. Và tôi bữa nay tôi cũng nói thiệt một chuyện mà bà con nghe nhảy dựng, nhất là những cái tên mà mang máu Đại Việt, Đại Hán đó, nghe này giận đó. Không? Mang cái máu gọi là gì đó, tự hào dân tộc đó. Theo trong kinh mô tả đó, mỗi một cái thời kỳ thì trên cái hành tinh này nè, nó có một cái chỗ gọi là Machandabadi Sát, có nghĩa là xứ gọi là xứ dịch sát bên Tàu luôn, là xứ Trung Thổ hay là Trung Nguyên, ai không biết á, không có đọc kinh Phật á, thì cứ tưởng cái chữ Trung Thổ Trung Nguyên là của Tàu. Thì thật ra cái khái niệm Trung Thổ Trung Nguyên là đã có trong kinh Pali cách đây là 26 thế kỷ, gọi là Machandabadi Sát, có nghĩa là cái xứ trung tâm. Có nghĩa là sao ta? Trung tâm đây có nghĩa là cái chỗ văn minh nhất về khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh, triết học, cái chỗ phát triển. Thí dụ như có một thời thì Hy Lạp, phân quốc Halahi á, Hy Lạp và Na La Mã đó, được gọi là trung tâm của thế giới. Có một thời á thì là Ai Cập, có một thời đó là Trung Quốc, có một thời đó là Ấn Độ. Này, chẳng như mà hôm nay mình có nghe cái văn minh châu Phi, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Tiểu Á, biết bà con trong rung có nghe không? À, mấy cái đó không biết rồi đi chết đi nha. Rồi thì tùy cái vùng, tùy thời kỳ, tùy không gian, tùy thời gian, mà ở mỗi lúc nó có một cái, ở mỗi lúc trên hành tinh này nó có một vài cái trung tâm như vậy, à, có một vài cái vùng trung thổ như vậy đó. Thì theo mô tả trong kinh thì cái chuyện mà đắc thiền á, đắc thiền chứng đạo đó, thì không phải trên mặt lý thuyết thì mình nói rằng Phật tánh không phân Nam Bắc, đúng. Nhưng mà kỳ thật á, thì những cái bậc đại căn đại duyên đó, họ thường tập trung ở những vùng trung thổ, vì ở đó có nhiều điều kiện để mà giao thoa, học hỏi, trao đổi tiếp xúc. Đấy, nhớ cái đó. Thì chứ mình nói Tổ Huệ Năng đi, mình giả định Tổ Huệ Năng là người lĩnh Nam, lĩnh Nam tức là Việt Nam ấy. Đấy. Nhưng mà ít ra đó, Việt Nam ở thời đó cũng có giao thương qua lại với Tàu, với Tây Vực nha. Bằng chứng là vào thế kỷ thứ hai sau Phật lịch, thứ hai thứ ba sau Phật lịch, thì người Ấn họ cũng có đi thuyền đến Việt Nam. Đấy. Từ đó nó có mới có văn hóa ốc eo Ba Thê đó. Nhớ nha. À, cái văn hóa đó lâu lắm rồi. Rồi nó là nền tảng của văn hóa văn minh chân lạp sau này nha.
Chứ còn nếu mà nó văn minh minh ấn á, là từ lâu. Và ở đây trong rung có nhiều người không có tin, có nhiều vị trong rung không có tin, không có tin là có truyền thuyết cho rằng Phật giáo đi vào Việt Nam trước Tàu, Bành Thành Lạc Dương là có sao, sao có Ly Lâu, sao có Ly Lâu chủ dâu của mình nha. Phật giáo vào mình có điều cái dân mình lúc đó là nó ngộ đó. Nó nhìn Phật giáo nó thấy kỳ kỳ rồi, nó không có chấp nhận được. Thế là Phật giáo lại trôi ngược trở về Lạc Dương Bành Thành, rồi từ đó nó mới ra cái Tràng An, rồi nó ra ra cái Lan Lương Vũ Đế rồi đó. Lại khá vậy đó. Chứ còn ngày xưa đó là Phật giáo đi qua vào Việt Nam trước, dĩ nhiên đó là truyền thuyết. Nhưng mà nếu có, nếu đúng như vậy thì tôi không hề ngạc nhiên nha. Mà tại sao tôi đi lạc đề một vòng muốn nói cái gì? Có nghĩa là trong vô số chúng sanh mà hưởng dục chỉ có một ít là biết chán dục, mà trong đám chán dục á chỉ có một ít là nó tự biết tu thiền hoặc là tìm đến minh sư thiện hữu. Rồi từ đó tôi mới nói thêm là để có mặt trong cái đám mà biết tu thiền này là mình phải có một trú xứ nào đó được xem là trung thổ. Mà trung thổ đây không hẳn phải là nước Tàu, nước Sa Si Nắng hay không phải, mà ở tùy cái mỗi vùng, mỗi thời kỳ, có lúc thì Ấn Độ nó là trung thổ, có lúc là Hy Lạp, là Ai Cập, mà chưa hết còn nữa. Cái văn minh nhân loại nó được diễn ra theo hai hướng văn minh, đó là tinh thần và vật chất. Tùy thời kỳ mà có những lúc ở đây là trung thổ, kia là trung thổ, nhưng mà cái gọi là trung thổ ấy nó có hai hướng phát triển. Có lúc nó chỉ phát triển thuần túy về vật chất, ví dụ như Ai Cập hoặc là Mesopotamia, nó và văn minh Lưỡng Hà đó, nó cũng là văn minh, nhưng mà nó chỉ nặng về vật chất thôi. Nó làm kim tự tháp, nó nghĩ ra cách ướp sát, rồi nó biết cái cách mà rèn đúc kim loại, rồi nó nghĩ ra chữ viết, ký tự, chữ nêm, chữ tượng hình, bla 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 để buôn bán giao thương. Chứ còn về mặt tâm linh thì nó không ghê. Mà đâu đó mình thấy trên thế giới có những cái nền văn minh mà có những cái chỗ mà là cái nền văn minh mình có thể tu tập được, thì như là Ấn Độ là khỏi nói rồi, Hy Lạp có Socrates, Platon, Aristotle, thấy không? Rồi mình thấy Trung Quốc có Lão Trang, Lão Tử, Trang Tử, Lương Tử, Dương Tử và Liệt Tử, bốn cái bậc mà được gọi là đại hiền của Trung Quốc. Có một điều là cái minh triết của Tàu ấy nó không có đủ để đẩy lên cái tầm ly dục, nó ở cái tầm xã hội và lên ở tầm xã hội là Khổng Tử, Mạnh Tử, rồi nó vượt khỏi xã hội một chút, nó chỉ có cái yếm thế lên tới Lão Trang hết. Trong khi Ấn Độ nó ghê hơn, xã hội vượt xã hội lên tới cái tầm yếm thế bi quan, khỏi cái tầm yếm thế bi quan của Lão Trang để nó mới lên cái tầng của thiền định. Đấy thì là các vị nghe tôi kể nãy giờ, các vị mới thấy để có mặt ở những cái vùng trung thổ không hề dễ đâu. Tu nhiều đời nhiều kiếp, mà kiếp này sinh ra phải có mặt ở đâu? Cho tôi nói một câu đáng buồn, người Việt Nam ta khó bề mà có được những nhân vật lớn về tâm linh như là Krishnamurti hay là Osho. Khó tại vì sao? Vì cái tâm tình người Việt Nam mình ganh tị mà nhỏ bọn, mình thông minh rồi mình gian nhiều hơn khôn, tính rồi đi, mình gian lắm, mình là phung phí chứ không có hào, không có rộng rãi, mình là hà tiện chứ mình không có tiết kiệm, mình á nặng tình gia đình nhưng mà thường á là mang tính phe phái chứ không phải là cái đạo nghĩa quyết thống. Cái đạo nghĩa quyết thống nó sang lắm, còn này thì chẳng qua là trở thành phe phái thôi. Đấy, mình á gian nhiều hơn khôn. Mình á hả, người nào xài kỹ thì thường là hà tiện chứ không phải là tiết kiệm, mà người nào xài sang thường là phung phí chứ không phải là người hào sản, người mình á. Và mình trời hại đó là người mình nó gian vậy đó, mình luôn manh lắm, mình luôn manh mà gian xảo. Nhưng có điều là chính vì từ chỗ đó nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta gian ở đâu gian, nhưng mà về hai cái mặt tôn giáo và chính trị là mình là những con cừu non, những con chiên hiền chiên ngoan, rất là lạ. Người Việt Nam gian dữ lắm, mình sống với nhau mình diễn kịch, nhưng tới hồi cần lúc cần diễn thì mình diễn rất là sượng. Các bạn để ý nè, mình sống với nhau thì mình diễn rất giỏi, mình xạo lắm, nhưng mà khi mà cần diễn á, lên sàn diễn, lên sân khấu, vào phim, bấm máy 1, 2, 3 action là mình diễn, thì nó tệ hơn giờ đậu tập 5, tệ. Cho nên muốn được đắc thiền chứng đạo là phải lựa đất mà ở. Mà chuyện đầu tiên, nếu được tái sinh vào trong những cái chủng tộc ưu tú nào đó, tôi biết, tôi nói cái này bữa nay nhiều người giận lắm, dám chà đạp quê hương xứ sở dân tộc, rồi còn đặt lên tinh thần là máu mủ mang tính kỳ thị nào là dân tộc thượng đẳng. No, tôi không có làm những chuyện đó. Nhưng mà có điều tôi phải nhìn nhận là tôi xác định mấy chuyện căn bản, không phải chủng tộc nào cũng có thể cưu mang. Tôi nhắc lại nha, không phải chủng tộc nào cũng có thể cưu mang những cái tâm thức
cao vời, có tầm vóc, không phải. Cho đến hôm nay, trên thế giới có Oppenheimer của Hungary nè, có Einstein của Do Thái nè, rồi có ông Stephen Hawking của Anh nè. Nhưng mà nói tâm linh thì cho đến hôm nay vẫn là Ấn Độ, Radhakrishna, Vivekananda, hoặc là Krishnamurti, hoặc là Thánh Gandhi, thì toàn là Ấn hết. Mình phải nhìn nhận đó. Tại vì cái cõi đất đó, cái không khí thổ nhưỡng đó, cái địa dư đó, thời tiết đó, thực phẩm đó, bối cảnh xã hội đó, môi trường văn hóa giáo dục đó, nó mới ôn đúc ra những cái con người đó. Mình không phủ nhận được cái đó. Nhớ đó. Ngay cả người Ấn hôm nay cũng vậy. Người Nam Ấn ấy, hiền lành ngoan, nhưng mà phải nói xuất sắc là người Bắc Ấn, nơi gọi là quê hương của Bồ Tát Bát Đạt. Mà Ý cũng vậy, dân Nam Ý hiền lành thịt hạt, dân Bắc Ý sang giàu kiêu hãnh chảnh chẹ xịn sò, dân Bắc Ý. Như vậy rồi, như vậy thì trong cái đám mà hưởng dục nó có một số ít nó tách ra để nó ly dục, mà trong đám ly dục nó thường nó dừng lại ở cái mức bi quan yếm thế thôi, khép kín chửi đời thôi, chứ còn mà vượt khỏi cái đó để mà tĩnh lặng chìm sâu trong thiền định thì rất hiếm. Và cuối cùng tới cái tầng thứ ba, tôi cuối cùng nói nhiều về hai tầng dưới, tầng thứ ba tôi nói sơ sơ thôi, bởi vì tầng ba có gì để nói hết. Có nghĩa là khi mà nó vượt qua cái cảnh giới hưởng dục lên tầng hai, cái tầng hai là tầng lớn chuyện, là cái tầng của những người ly dục chứng thiền. Rồi trong cái số mà ly dục chứng thiền sắc á, nó mới lọt ra một số hiếm nữa, nó chát lâu ngày nó thấy có nhiêu nữa hả trời, nó mới chán thiền sắc, nó lên cái cảnh giới vô sắc. Nhưng mà đây là cái chuyện mà bà con không cần biết, bởi vì nó thừa so với nhu cầu thật của chúng ta. Cái chúng ta cần là nói nhiều về cõi dục và cõi sắc. Thì khi Phật ra đời đấy, Phật mới dạy cho mình biết cả dục sắc vô sắc đều là sao, tam giới như hỏa trạch, tất cả giống như trong ngôi nhà đang cháy vậy. Bây giờ nhà đang cháy thì giờ leo lên nóc hay là chung dưới sàn hay là vào nhà tắm đều là chết hết. Việt Nam kìa, rồi tôi có biết một cái tin động trời đó, là có một cái chỗ buôn bán nào đó mà bị cháy chết 30 mấy mạng. Mà cái này mới ghê nè, là nó chung như trong nhà tắm ấy. Nó chung nhà tắm nó tự thoát, nhưng mà không, tới lúc mà ban cứu, nhóm cứu hộ tới nó mở cửa không được, thì ra tới lúc nó tông được là cái cửa nó bị chèn bởi 8 cái xác, mà cái 8 xác bây giờ nó ứa mở ra rồi, ứa mở tới gì, một phần là lửa táp bên ngoài rồi nó bị nung, nó nung cái không khí trong đó, một phần đó là nước của nó sôi, nó giống như luộc cái đó, cái mỡ người đó bình thường ăn cho nó mập cái thay nó sướng, cái mỡ đó lúc nó mỡ nó ọc nó trào ra, cho nó sình lên 8 cái xác, ứa mỡ nó chèn cái cửa đấy. Cho nên trong cái ngôi nhà đang cháy đấy, thì leo lên nóc cũng chết, chung sàn cũng chết, mà vô nhà tắm xối nước cũng chết. Đấy. Tôi kể hoài cái chuyện tôi về Thái, tôi có tới một cái chỗ gọi là Criminal Museum, tức là điểm bảo tàng tội ác của hoàng gia Thái. Trong đó tôi gặp cái lưu bình thường, lưu nhỏ xíu, cái lưu chắc chứa chừng hơn 10 lít vậy, thì nó có ghi chữ ở dưới là trong cái lưu này trong một cuộc hỏa hoạn thì cảnh sát đã bắt gặp một đứa bé ở trong cái lưu này, lúc đó đang đựng nước, nó nóng quá nó biết đi đâu, nó chung những cái lưu. Và lúc đó cái lưu nó bị đun sôi. Và đương nhiên đứa bé nó không phải chết vì lửa, cũng không phải chết vì nước sôi, mà nó chết vì nó bị ngạt. Đây là điều ít người để ý. Mình nghe nói chết trong đám cháy, thông thường là mình chết do thiếu oxy, thiếu dưỡng khí, thở không được, xong rồi lửa nó mới tới, nó đốt cái xác mình sao. Thì đứa bé là để khai là nó đã bị chết ngạt, nhưng mà sau khi nó chết rồi đó thì nước nó sôi. Cho nên tam giới như hỏa trạch là vậy đó. Nghĩa là trong ngôi nhà đang cháy thì trốn đâu cũng về thôi. Phật mới dạy mình con đường ra khỏi cái ngôi nhà đó. Mày con đường nó nằm ở đâu ta? Con đường vào rừng chính là con đường ra khỏi rừng. Vấn đề là con quay mặt về hướng nào. Trên con đường ấy ngày xưa con vui buồn thiện ác, đi đứng nằm gừng ngồi mà con không biết. Con chỉ là một cái xác chết chưa chôn. Bây giờ cũng trên con đường ấy, con vẫn tiếp tục có 6 căn, biết 6 trần, nhưng mà con làm gì biết đấy. Con sống trong chánh niệm và đồng thời con luôn ý thức được rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi. Con phải luôn luôn biết rõ, sống trong chánh niệm và trí tuệ như vậy đó. Để làm chi? Để con không còn tiếp tục thương, thích, ghét, sợ nữa. Nếu đủ duyên thì con chứng thánh, không còn tái sanh. Còn nếu không đủ duyên thì con cũng được an lạc ngay trước mắt và gieo duyên giải thoát cái đời sau.
Đó là bài giảng cho bữa nay về ba hữu. Ok, chúc các vị nghe vui, mới đủ giờ không ta? Dạ, chúng con cảm ơn sư. Hẹn gặp hay sư. Quá. À, chào đoàn kết và chị Nguyễn Viết Thắng. Chào sư. Ừ, quá. Dạ. Dạ. Cái bé gì đâu.